dự đoán tỷ số, đặt niềm tin vào Chelsea trước Bournemouth. Chelsea, có lực lượng tốt nhất, Chelsea sẽ có chuyến làm khách trước Bournemouth vào lúc 2 giờ ngày 15 tháng 9. Tại Premier League lúc này, Bournemouth đang có phong độ ổn định khi chưa để thua trận nào. Sau 3 trận, họ giành được 5 điểm với 1 trận thắng và 2 trận hòa. Dù đã bán tiền đạo chủ lực Dominic Solanke mùa hè vừa qua, Bournemouth vẫn có sự thay thế chất lượng mang tên Anthony Simonzo. Cầu thủ người Ghana này đã có 2 bàn và 1 kiến tạo cho đến thời điểm này. Bên kia chiến tuyến, Chelsea lại thiếu ổn định hơn. Ở trận ra quân, họ để thua Man City 0-2. Sau đó, The Blue thắng tưng bừng 6-2 trước Wolverhampton, nhưng rồi lại để Crystal Palace cầm hòa 1-1 ở trận tiếp theo. Tuy nhiên thành tích đối đầu của Chelsea lại tốt hơn. Trong 5 lần gần nhất gặp Bournemouth, Chelsea đang có chuỗi trận bất bại với 3 thắng, 2 hòa. Dù không có được sự ổn định cùng lối chơi có lúc rời rạc, đội hình của Chelsea vẫn chất lượng hơn. Hiện tại họ chỉ có 3 trường hợp chấn thương thuộc về những cầu thủ vốn không có quá nhiều đóng góp thời gian qua là Reece James, Romeo Lavia, Malo Gasto. Còn lại, các ngôi sao chủ lực như Cole Palmer, Nicola Jackson, Nonny Mazurik đều lành lặn và sẵn sàng chinh chiến. Tin tưởng ở Chelsea, dù sự ổn định là điều mà Chelsea luôn thiếu ở các mùa giải gần đây, họ vẫn xứng đáng được đánh giá cao hơn Bournemouth. Theo tính toán từ siêu máy tính của Opta, đội khách Chelsea có tới 45,2% cơ hội chiến thắng so với 30% của đối thủ. Nhà cái cũng ra kèo Chelsea chấp 1/2, 0,5 trái và tài xỉu là 3/1/4, 3,25 trái. Đây là kèo tương đối vừa phải khi đoàn quân của huấn luyện viên Enzo Maresca phải làm khách. Những tỷ số dễ xảy ra cũng chỉ có cách biệt một bàn cho Chelsea như 2-1, 8,21%, 1-0, 6,1%. Trong khi đó, kèo hiệp 1 là Chelsea chấp 1/4, 0,25 trái và tài xỉu hiệp 1 là 1,5 trái. Kèo tài phạt góc cả trận này là 10,5 quả, và hiệp 1 là 4,5 quả. Có một điều thú vị là các trận đấu của Bournemouth tại Premier League thường có nhiều phạt góc. Ngược lại, những trận mà Chelsea góp mặt thì dễ ra kèo xỉu. Dù có sự đối nghịch, nhưng lối chơi đôi công của cả hai đội hoàn toàn có thể tạo ra nhiều tình huống cố định. Đội hình dự kiến, Bournemouth, Travers, Araujo, Zabani, Huijsen, Kerkez, Scott, Cook, Simonzo, Clivert, Sinisterra, Eva Nielsen. Chelsea, Sanchez, Di Ceci, Phợp, Anna, Conwin, Cucurella, Fernandes, Cercedo, Mazuic, Palmer, Felix, Jackson. Lựa chọn của chuyên gia, chọn Chelsea, xỉu cả trận, Chelsea, tài hiệp 1, tài phạt góc hiệp 1 và cả trận. Dự đoán, Chelsea thắng 1-0.